Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết, mà còn mùng là còn Tết, nên nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin gửi lời chúc đến anh em một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu đến anh em bộ combo sản phẩm LED dán màn hình và dán cạnh bàn đến từ một thương hiệu của Việt Nam, đó chính là Ambino. Và đây là tất cả những gì có trong hộp sản phẩm mà mình đã unbox. Phía dưới sẽ là bộ sản phẩm LED dán màn hình Ambino Basic. Và ở phía trên đây là bộ LED dán cạnh bàn Ambino Edge. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu bộ LED dán màn hình trước nhé. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm 6 thanh LED và mình sử dụng cho màn có kích thước 27 inch. Bên trong hộp sẽ có thêm một sách hướng dẫn sử dụng. Bạn nào lười đọc thì có thể xem video của mình thôi cũng được. Một cáp USB giúp kết nối tín hiệu với máy tính. Chúng ta sẽ có thêm 3 dây nối góc để kết nối các thanh LED lại với nhau. Và điểm cải tiến của phiên bản lần này so với lại những phiên bản khác đó chính là những thỏi nam châm giúp cố định thanh LED ở phía sau màn hình. Thay vì ở những phiên bản cũ là bạn sẽ phải dán cả một dải keo 3M lên. Ngoài ra, nhà sản xuất còn tặng kèm cho bạn hai cái khăn cồn và một cái miếng dán đề can để giúp canh khoảng cách khi mà bạn dán những cái thỏi nam châm. Còn ở phía trên là bộ sản phẩm LED dán cạnh bàn Ambino Edge, cũng tương tự như bộ sản phẩm LED dán màn hình, cũng có một sợi cáp USB giúp kết nối tín hiệu với máy tính. Ngoài ra còn có thêm một sợi dây nối. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản LED dán cạnh bàn này so với những phiên bản khác, vì nó sẽ giúp giải quyết cái vấn đề am màn hình. Nói chung đây là một điểm cải tiến rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là một dải những cái thỏi nam châm để giúp cố định LED vào cạnh bàn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt ngay vào luôn. Đầu tiên, để lắp đặt bộ LED dán màn hình Ambino Basic, các bạn cần ghép các thanh LED lại với nhau sao cho đúng chiều kim đồng hồ. Nhà sản xuất cũng đã đánh dấu sẵn những cái đầu mũi tên. Các bạn cứ ghép theo đúng cái ký hiệu mũi tên xoay theo chiều kim đồng hồ là được. Ở đây thì mình xài cho màn kích thước 27 inch, cho nên bắt buộc phải ghép nối các thanh LED lại với nhau. Việc ghép nối cũng rất dễ dàng. Nếu bạn nào đã từng lắp những cái fan case thì chắc chả xa lạ gì với những cái đầu kết nối này. Tiếp đó thì mình sẽ sử dụng những cái rắc nối góc để kết nối các thanh LED lại với nhau. Và đầu còn lại thì các bạn sẽ kết nối với lại sợi cáp USB là được. Bây giờ thì mình sẽ thử kết nối cáp USB vào case để kiểm tra thử tín hiệu của LED. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp đặt bộ đèn LED này lên phía sau của màn hình. Đầu tiên thì anh em cần sử dụng miếng đề can mà nhà sản xuất đã tặng kèm. Cái miếng này nó sẽ giúp anh em có thể cân được khoảng cách để gắn các thỏi nam châm lên trên màn hình một cách chính xác hơn. Thì những cái thỏi nam châm này sẽ có tác dụng giúp cố định các thanh LED lên phía sau màn hình. Một cái điểm cải tiến mới của phiên bản Ambino Basic lần này. Anh em lưu ý chút xíu là phần nam châm sẽ có các góc nguyên khác nhau, tùy theo việc anh em thích cắt sáng nhiều hay ít. Như ở phiên bản cũ thì Ambino Black chỉ có một sự lựa chọn. Còn lên phiên bản mới, Ambino Basic lần này thì đã được cập nhật thêm. Sau khi gắn các thỏi nam châm, thì bây giờ sẽ tới các bước gắn các thanh LED lên. Với cơ chế hút của nam châm thì việc lắp đặt rất là dễ dàng. Bây giờ thì mình sẽ đi dây lại cho gọn gàng. Ngoài ra ở trong hộp Ambino cũng có tặng kèm cho bạn một số những cái móc để giữ dây. Mình thì lười xài nên để vậy luôn. Sau khi lắp đặt xong thì tới bước setup phần mềm cũng rất là đơn giản. Anh em chỉ cần lên trang chủ của Ambino và tải phần mềm về, sau đó làm theo hướng dẫn. Lưu ý là khi gắn dây cáp USB thì anh em phải gắn vào cổng USB 3.0 màu xanh dương nhé, thì phần mềm mới nhận được tín hiệu của LED nha. Nhưng mình ở đây thì đang xài cổng là COM 3. Bạn nào khó quá mà làm không được thì có thể comment bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với bên Ambino để được nhận hỗ trợ.
Phần mềm này có hỗ trợ rất nhiều tính năng cũng như các chế độ để anh em tha hồ lựa chọn. Tới đây thì việc lắp đặt Arduino Basic gần như là đã hoàn thành xong. Tiếp đến thì mình sẽ bắt đầu lắp đặt bộ LED dán cạnh bàn Arduino Edge. Cũng tương tự như là bộ Arduino Basic, bước đầu tiên các bạn cần làm đó là ráp nối các thanh LED lại với nhau. Ở đây thì mình đang xài cho bản kích thước 1m8. Việc ghép nối các thanh LED với nhau cũng rất là dễ dàng vì ở các đầu đều có khớp nối. Anh em lưu ý cho mình là nên hướng đầu cắm về phía gần case để lát còn gắn dây USB nữa. Nói chung lắp cái LED cạnh bàn này sẽ dễ hơn lắp cái LED phía sau màn hình rất là nhiều. Ngoài ra thì nhà sản xuất còn tặng kèm thêm một số những cái thanh khớp nối để giúp các bạn có thể cố định cái dải thanh LED được chắc chắn hơn vì LED dán cạnh bàn rất là dài mà. Và sau khi lắp đặt xong thì mình cũng tiến hành setup trên phần mềm. Nói chung cơ bản đến đây thì mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn cách lắp đặt cả hai bộ sản phẩm là LED dán màn hình và LED dán cạnh bàn đến từ Arduino. Bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm bộ sản phẩm này luôn. Nói chung nếu anh em là một fan yêu thích của thể loại LED RGB thì đây là một bộ sản phẩm mà anh em không nên bỏ qua. Nó sẽ giúp nâng tầm cái góc giải trí, góc gaming của anh em lên rất là nhiều. Và nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.